bị sán lợn. Sán lợn? Trời ơi. Sán lợn viêm màng não. Dạ. Rồi bác sĩ hỏi như vậy là không biết sán lợn bữa đó là chủ nhân bệnh này không biết có làm gì không mà con sán lợn nó làm như nó dễ chết. Trời ơi. Nó con sán lợn lấy ra rất dễ. Chết. Mới hỏi tôi. À. Tôi nói là bữa anh em bà bạn nó bị nó mần ở trong trại heo, sữa trại heo đó. Dạ. Rồi người ta cho thuốc diệt khuẩn mà lông mồm lỗ móng châu Phi đó. Trời ơi. Nó xịt rồi là bắt đầu chiều lại là nó nhào luôn, là nó quậy nhỏ nhào luôn đi đi luôn. 9 giờ mới ngủ nửa đêm cái ổng nhức đầu lên lúc nó đang dịch đó. Ừ. Cái ổng nói là thôi để đi lên dạt ngủ riêng tại sợ dịch cái lây mấy mẹ con đó. Cái từ lên phát lên nhức đầu rồi nóng rồi ổng lăn lộn trên giường lăn xuống rồi kè đi xuống chạm là ói ói người vậy luôn là hết biết đường là nói nhảm không nói gì đây trời ơi trời chỉ mất một miếng thịt dữ lắm mà sợ là không lành đã lòi chưa sống bây giờ rửa đồ giáp năm bây giờ đỡ rồi nha bác sĩ. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Vagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Hiện tại thì em đang có mặt tại ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Dạ thì hôm nay em đến đây để chia sẻ đến quý khán giả, quý mạnh thường quân một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt cả nhà, của một anh trai 33 tuổi, anh có vợ cùng với hai đứa con. Thì bất ngờ anh phát ra một cái căn bệnh rất là hiếm gặp đó cả nhà, một cái căn bệnh sán lợn. Thì nghe đâu thì anh khi mà chăn nuôi gà thì anh có xịt một cái loại thuốc nào đó để ngăn ngừa những cái con vi khuẩn á, thì bất ngờ căn bệnh của anh phát nặng. Hiện tại thì anh nằm liệt giường cũng như là không có thể đi đứng được. Bên cạnh đó thì mắt thì cũng không nhìn thấy, cũng như là tai thì cũng bị điếc luôn cả nhà. Anh thì được cha mẹ già chăm sóc, vợ ở bên ngoài và cũng như là phải chăm lo cho hai đứa con. Hằng ngày thì sáng thì qua tắm rửa cho anh rồi cũng đi làm. Hoàn cảnh gia đình thì em nghe nói thì cũng đặc biệt khó khăn. Thì anh em cũng cấp tốc đến đây để chia sẻ về cái hoàn cảnh này, để kết nối mạnh thường quân để kịp thời mà hỗ trợ cả nhà. Dạ thì bây giờ em mời cả nhà đồng hành cùng em trong video này vào gặp gia đình để hỏi thăm xem cái câu chuyện gia đình như thế nào nha cả nhà. Dạ con chào chú nha. Chào chú. Thì hôm nay thì nhóm của tụi con á, thì có nhận được cái lời giới thiệu của bà con gần đây á. Dạ. Đến đây chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình mình. Con nghe nói là cô chú thì đang nuôi một người con trai. Dạ. Bị bệnh. Không biết là anh bị bệnh gì chú? Dạ. Đầu tiên thì bác sĩ nói nó sán lợn. Mà hồi đó thì lên mạng hồ đó, nó có té giàn giáo. Dạ. Rồi mình chích rồi lấy thuốc uống rồi nó hết 2 năm rồi. Rồi sau cái bữa đó nó nhức đầu. Dạ. Chiều đó là nó lại về nó đây cái nó nhức đầu về cho nó nhức đầu cái nó nôn ói rồi đem đi bệnh viện ngay cái ngày chỉ thị 16 đó. Ngay ngồi dạ đó. Ừ. Đâu có chuyển đi đâu. Dạ. Mình nằm Sóc Trăng mình là 25 ngày. Dạ. Đó. Rồi bác sĩ nói giờ não bộ là hết rồi mà nó bị sán lợn. Sán lợn? Trời ơi. Sán lợn viêm màng não. Dạ. Rồi bác sĩ hỏi như vậy là không biết sán lợn bữa đó là chủ nhân bệnh này không biết có làm gì không mà con sán lợn nó làm như nó dễ chết. Trời ơi. Nó con sán lợn lấy ra rất dễ. Chết. Mới hỏi tôi. Tôi nói là bữa anh em bà bạn nó bị nó mần ở trong trại heo, sữa trại heo đó. Dạ. Rồi người ta cho thuốc diệt khuẩn mà lông mồm lỗ móm châu Phi đó. Trời ơi. Đặng gì nó nuôi gà. Dạ. Thì, rồi người ta kêu xịt vòng cái đường mương gà thiệt mà nuôi không chết. nó xịt lâu bữa đó chịu nó quậy thuốc. Tôi nói thuốc này thuốc độc mà sao con không bịt khẩu kéo khẩu trang lên. Dạ. Nó đang quậy mà có gì đâu, bao chừng nào xịt con kéo. Trời ơi. Nó xịt rồi là bắt đầu chiều lại là nó nhào luôn, là nó quậy nhỏ nhào luôn đi đi luôn á. Trời ơi. Bác sĩ nó hên mà phải mà không có cái gì thuốc gì đó diệt khuẩn đó là chừng 2-3 tháng là khỏi cứu. Trời ơi. Tôi phát hiện lên là nó vô não khỏi cứu. Là cái căn bệnh đã có rồi khi mà khi mà xịt cái thuốc đó bắt đầu nó phát bệnh luôn. Nó phát bệnh luôn. Là cũng như là hít vô là cũng như con sán lợn đó là con vi khuẩn ngay diệt nó đó. Nó dễ chết vậy đó. Trời, bác sĩ nói vậy đó. Rồi từ đó là anh phát bệnh ra luôn. Rồi.
À. Rồi bác sĩ nó giờ lấy ra toàn bộ rồi, giờ não bộ giờ nó êm rồi, ổn định rồi mà. Bà kỳ đó đi khám nó bác sĩ coi mắt rồi, nó mắt không thấy đường, sao lỗ tai không nghe. Dạ. Còn ngồi cũng không thấy đường hết. Luôn hả chú? Không thấy đường luôn, nghe không nghe. Bác sĩ nói từ từ ông kể bộ não điểm chính. Mà mình trị não, trị ngay cái điểm chính nó nóng quá, mấy cái mạch máu li ti, mấy mạch máu thần kinh nó tắc nghẽn. Dạ. Để bác sĩ ra to mua thuốc cho uống sẽ nghe được, sẽ thấy đường. Bây giờ mình bác sĩ nói sao mình hiểu gì? Mà đến giờ giờ thì... 10 nghe được 5 mà mình cũng mừng. Ồ. Mà thấy đường thì chưa thấy. Chưa thấy đường, đuôi mắt luôn. Dạ. Trời ơi. Mắt chao chao. Bác sĩ nó mắt đâu có gì đâu mà mổ xẻ. Bác sĩ ông nói ông khám mà ông không, nói gì đó. Không thấy đường và điếc luôn. Ờ điếc luôn. Mà giờ nghe được lớn được 5 phần rồi. Giờ nghe đỡ rồi. Ờ nghe nó hỏi như nó nằm vậy đó, mình ngồi chưa khoảng mấy giờ ba. Đứng được không? Không, trời ơi tôi lôi cũng chết ginh ra. Nói cô chú một mình phải đi chăm lo cho anh. Luôn hả chú? Ẩm tới ẩm lui vậy. Ẩm đâu có nổi. Về sóc nó lên vào bộ giạc đó, rồi kéo xuống lôi ra cho nó nằm, rồi chiều lôi lên, lên bộ giạc đứng ginh nó lên. Dạ. Là khoảng mấy năm mà chú làm như vậy á? Hồi chỉ thi 16 tới giờ là 3 năm rồi đó. 3 năm trời. Tháng 7 này đúng là nó bệnh ngay 11 tháng 7. Rồi dưới rồi, âm lịch đó, là còn có 2 tháng, 2 tháng mấy rồi, là giáp 3 năm. Dạ. Đang khỏe mạnh đi làm hồ vậy? Trời, đang làm hồ với cái là 3 năm nay. Trời ơi, nó nhào nằm vậy luôn. Trời ơi. Hồi đó hai cha con nó thở, tôi cũng phụ. Ồ. Oh. Là con sáng là nó có, con sáng lợn đó nó có sẵn ở trong não đúng không chú? Dạ. Nó bị, nó người ta cho thuốc về. Rồi. Người ta cho thuốc diệt khuẩn, rằng nó xịt ba cái đường mương dơ, rằng nuôi gà mà nó... Dạ. Mà đuôi gà thiệt, gà nó không chết không vậy chứ. Ừ. Rồi hít phải như... hít phải cái thuốc đó rồi nó mới chết. Hít cái hơi đó rồi còn nó cũng như diệt nó vậy đó. Vậy? Cái thuốc diệt nó mà. Nó mới quậy mới nhào á. Quá nhào đem rồi phát bệnh luôn. Dạ. Mà cũng nhờ có cái thuốc đó dạ, mình mới biết được cái căn bệnh. Bác sĩ nói nhờ cái đó đó mà mới dễ, rất là dễ lấy. Ôi ơi trời. Bác sĩ nói cho tôi là rất dễ lấy. Nó ở ngoài nó điện gì lúc đó đâu có nuôi được, mình ơn nó hả? Dạ. Nó đâu ai cho vô cho gì đâu. Trời khổ chú ơi. Ai chỉ thị luôn mà ở bên này qua sông nó không cho nữa. Dạ. Hiện tại là bây giờ ảnh không có đi đứng được, hàng ngày là cô chú lo. Dạ. Rồi cái chi phí mà hàng ngày rồi tiền đâu mà mình lo cho ảnh trong cái thời gian dài gì chú? Chú ơi, đi bán giấy số. Trời rồi mua thuốc ở ngoài đó, rồi nó bệnh cái gì thí dụ nó bị cũng như nó cảm rồi đó thì cũng đi mua, xong rồi hôm qua nay uống 5 lần rồi. Trời ơi. Ảnh bao nhiêu tuổi rồi chú? 33 rồi chú. 33. Ảnh tên gì chú? Võ Thái Nhị. Anh Nhị. Ờ. Rồi anh có vợ con gì không chú? Có vợ hai đứa con rồi cũng khốn khổ nghèo rồi vợ nữa. Giờ sáng như lợi tiếp tôi tắm rửa rồi với đó 11 giờ thì nó về chở nó đi làm cho người ta. Ừ. Rồi tới sáng lợi cũng vậy rồi, còn tôi thì từ đó tới chiều. Ừ. Bán hết sớm thì đỡ, không hết sớm thì đi về chứ. Chú bán vé số để kiếm tiền phụ lo cho con. Hồi đó thì mần hồ. Dạ. Rồi nó phát bệnh mần hồ thì mình mần cho người ta tối ngày gì không được. Dạ. Đó, bán vé số thì mình thời gian mình miễn tới mình canh đúng 3 tiếng đồng hồ gì tiểu phải thuộc ống. Phải tiểu tự nhiên má ơi, mắc tiểu thì bà đem cây bô cho nó tiểu, bà đi đổ cũng được. Dạ. Bà thì hay giờ bà yếu ớt, bà cũng không có được khỏe nữa. Trong 3 năm đó có một cái giai đoạn mà gia đình mình rơi vào cái bế tắc mà tới nỗi mà bán đất rồi hả chú? Trời ơi, cái nhà đương ở bán phân nửa hả chú? Trời ơi, đó, nhà chú đang ở hả? Ờ, đang ở đó, bán phân nửa, cắt ra bán phân nửa, còn phân nửa tôi khép lại đó, đó. Rồi gạch đó, lót không có đường thứ gạch, mua gạch nó tồn kho người ta đó, lót cho sạch, nó lôi ra lôi vô cho con nó nằm. Rồi. Cái hồi đó trắng xi măng. Dạ. Nhà đó 6 thước, bán hết 4 thước. Lo giờ, lo mà hết. Hết tiền mà bệnh nó vẫn hết mà nó không đi đứng con nghe gì. Cô chú ở đây á, là nói là con của chú mắc bệnh vậy đó. Dạ. Chú không có lao động được rồi cắt nửa cái nền để mà bán cho người ta thì nghe thấy quá trời. Dạ. Thấy khổ tội nghiệp cho gia đình. Vậy con mình biết nói sao chú ơi. Chưa kệ cũng gán khép rồi còn nhiêu ở nhiêu. Dạ. Tự nhiên anh mắc hầu căn bệnh rất là lạ luôn. Dạ. Trời nghe mình nghe nói thật sự sáng heo có con sáng ở trong đầu nhưng mà nó âm thầm ở trong đó. Hôm đó tôi nghe mà ở đài ở Hà Nội. Dạ. Ông đó cũng bị sáng heo, Hà Nội hai người bị sáng heo mà chỉ không được chết. Trời ơi tôi hết hồn. Mày nó hên quá bởi bác sĩ nó hên. Nhà xịt qua cái đó nó hít vô thành ra nó quậy nó dậy chết. Nó chết. Con đó nó dùng dãy lên rồi. Dùng dãy lên nó nhức cái đầu. Mới dễ phát hiện ra. Mới phát hiện. Thôi nó không dùng, bác sĩ nó không dùng dãy chưa đâu.
nó ăn từ từ, nó từ phát từ ra từ vô là mình mất đó. Mà nó cũng lâu lâu nhức đầu thì mua thuốc chạm đó, mình uống cái hết rồi nó giết. Kinh vậy trời. Hôm nay chú có đi bán không? Có đi mới về đang cho nó đái nó rồi dâu nó mới xuống, vợ nó mới xuống. Vợ mới xuống. Thiên tiếp cho nó đi tắm rồi còn hăm mấy vé rồi đi gạo bán nữa chú. Bây giờ chú dắt tụi con vào nhà thăm ảnh được không? Dạ được. Trời ơi. Đi. Đó cũng anh em hôm nay là có cái lời giới thiệu của một chú ở gần bên kia. Dạ. Nói cái hoàn cảnh của cô chú đây là đặc biệt khó khăn á. Đang chăm sóc cho một người con trai thì bị bệnh rất là lạ đó nha. Ở nhà đây. Căn nhà này mà chú. Đây cả nhà. Chú bán cái nền ở bên đó từ chung. Đây rồi bán ở bên đó. Bán cái nền đang ở cắt rồi người ta đòi đất rồi gom lại còn có mấy lớn khép lại. Dạ. Bởi vậy nó hầm lắm chú, bị mình không có khả năng đó. Con mình lo cho nó không khả năng dừng tôn. Nắng nó dội trời nó nóng. Con chào ba. Chào bà. Chào cô. Dạ. Dạ. Đầu óc của tôi muốn điên luôn. Sao vậy? Sao bà? Bệnh ra. Bị bệnh hả? Dạ. Để con hỏi bà chút xíu. Bị khớp hả? Bà uống không hết khớp. Mà nói bị nóng quá hả bà? Tôi nóng với cái đầu óc của tôi muốn khùng. Trời ơi, trời nóng quá. Dạ, nóng nè, chú thấy không? Hồi anh nằm đây đó hả? Dạ, nằm đó. Anh nằm đây. Ông đi bán giấy số thì... Hồi nãy là nói anh Nhị hả chú? Anh Nhị, 33 tuổi. Em chào anh nha. Không thấy đường, không nghe luôn. Nhưng mà em chào anh Nhị nha. Cái gì đó kìa. Anh không nghe. Quý Hương ơi. Quý Hương à. Dạ. Ra thục viên sao thông dịch viên viết vẽ gì cho nó. Cho nó hiểu. Vợ anh dạ, ơi. Dạ. Chị ơi. Dạ. Anh vậy nói thì cũng không có nghe rõ. Hơi nghe thôi ha, chú hả? Thì có tiếng nghe được, tiếng không. Dạ. Mình ngồi đó hỏi mấy giờ ba, nói 3 giờ rồi ba. Dạ. Vậy ba sửa sẵn lấy giấy số rồi. Trời ơi, thương không? Không nghe. Em chào chị. Dễ viết cho nó hỏi ai vậy, nói dễ cho nó. Dạ, nhà chị đây. Chào chị với anh Lợi. Vợ của anh Nhị. Chị ngồi đi. Dễ lên tay vậy đó hả? Trời. Dễ chữ á. Quay. Anh không thấy được, anh không thấy em hả chị? Không thấy. Không nghe hả? Bác sĩ vậy thì bác sĩ dặn bác sĩ nó mắt còn đâu có bệnh gì đâu. Mà cái này ơi, cả nhà. Để. Thường anh không ra nhà. Rồi nó dễ chữ trên tay. Dạ anh hiểu. Nói gì thì ghi vậy nè. Khi hỏi mấy giờ thì nói 2-3 tiếng thì nghe được. Bây giờ mình nói gì anh nghe không chị? Nói gì không nghe đâu. Sáng ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa anh Nhị? Thường anh. Người bình thường tự nhiên cái phát bệnh ra cả nhà. Đương mần vậy. Đương mần. Anh. Cơm. Trời ơi, chị vẽ mà anh biết kìa. Chưa. Hay không? Đậm là gì đó anh ơi. Nói là gì? Nói đi. Đậm biết ê ẩm. Nằm biết ê ẩm hết trơn. Đó, chị nào bình thường. Chuyện bình thường không có gì hết chứ. Dạ. Còn ca nhạc, ca đồ đúng không? Dạ. Nào mát mẻ khỏe anh ta ca nhạc. Dạ. Chơi. Của chị là ngày sáng là qua để cho hỏi thăm chị. Ngồi đây nè. Cầm cài cái nít này. Sáng là qua đây nói chung là phụ với cô chú là coi cho ông tắm rửa rồi ăn uống rồi xong tới trưa em về em đi làm. Dạ. Anh chị có mấy đứa con? Em hai đứa. Hai đứa rồi. Mấy tuổi rồi chị? Con á? Đứa lớn 14, đứa nhỏ 8 à. Ở bên ngoại á. Ở bên ngoại. Nghe chị nói là ảnh thì để ở đây cho ông bà nội chăm sóc. Chị đi làm sáng phụ. Rồi lúc trước mà khi mà ảnh phát bệnh ra là lúc đó là chị với ảnh thì... Dạ đang ngủ nửa đêm mà. Dạ. 9 giờ ngủ nửa đêm cái ổng nhức đầu lên lúc nó đang dịch đó. Cái ổng nói là thôi để đi lên dẹt ngủ riêng tại sợ dịch cái lây mấy mẹ con đó. Cái từ lên phát lên nhức đầu rồi nóng rồi ổng lăn lộn trên giường lăn xuống rồi kè đi xuống chạm là ói rồi ỉa luôn là hết biết đường là trời nói trời nhảm không à. Nói gì đâu không à. Trời ơi. Xong rồi là mê luôn đưa xuống Sóc Trăng.
nằm tới đêm tới sáng rồi mới đưa vô hồi sức đó, nằm tới 24 ngày luôn mới tỉnh. Dạ. Mê luôn. Rồi ra cũng nói xàm không biết không nhớ vậy. Rồi về nhà từ từ 2-3 tháng cái mới nhớ lại. Ừ. Rồi nó vậy luôn đó. Trời ơi. Rồi lúc đó mình cứ nghĩ là anh chắc bị Covid ha, sợ dạ. Sợ Covid thôi. Sợ lúc dịch đó thôi. Rồi sợ dịch thôi. Không ngờ. Chứ đang sẵn sẵn đâu có bệnh hoạn gì đâu. Tự ngủ nửa đêm lên rồi nó vậy à. Trời ơi. Em nghe chú nói là lúc đó mình nuôi gà. Dạ. Rồi xịt cái thuốc gì đúng không chị? Thì xịt cái thuốc mà sát trùng vệ sinh ở trong chạy heo đó. Cái là tối về là nhức lên gì đó. Trời ơi, bị có bạn người ta nó bị sán lợn gì đó. Sán lợn. Bệnh rất là hiếm khi gặp ở trên nhà. Ít khi nghe cái bệnh này. Bệnh lạ. Rất là ít người bị cái bệnh này. Không biết không hiểu được luôn. Sao mà lại bệnh sán lợn? Bác sĩ hỏi vô chú hỏi mà ở nhà người bệnh này có làm gì không mà con sán lợn này lấy ra rất là dễ. Dạ. Hỏi tôi mới nói chiều đó nó đang xịt thuốc nhịn vậy đó. Dạ. Giống như chắc hửi lên nó lên cái đó gì cái nó tối về cái nó hành lên nó nhức lên. Thuốc diệt nó rồi thành ra nó dễ chết phải rồi. Trúng vô con đó hả chị? Không vậy đâu. Phải cái thuốc đó rồi giết con sán ở trong cái đầu. Trong đó trong. Là lạng lăn từ trên vẹt lăn xuống là bắt đầu nhức tới là điện. Điện nó hơi. Điện đưa đi. Ai điện kia con nghe bé đi. Nhỏ nó điện chị nghe cái đi điện con bé nó. Xíu mẹ về tắt đây xíu mẹ về. Anh Nhị giờ thấy trong người sao rồi, khỏe không? Không nghe tôi. Thấy trong mình khỏe không? Không nghe. Không nghe được. Chị phải ghi rẽ vô cái tai kìa. Nói đi. Ê ê ẩm bên đầu không? À, ê ẩm. Không là chở gió, nhưng sổ mũi. Anh nói giờ anh ê ẩm rồi. Mà hay ha, anh vẽ lên tay vậy mà anh biết. Vậy chứ, chứ đâu biết được đâu nói chuyện nữa. Ồ, hồi đó, ủa ai mà sáng biết cái việc này vậy? Tại giờ nó không nghe thì em thử ghi từ từ, cái tự ổng gáp lại, tự ổng đọc được chứ thôi vậy. Cũng không gáp được, không biết được nói nữa. Vẽ lên tay vậy chữ. Còn ổng nói gì thì mình nghe được, rồi mình nói lại sao được. Chị bắt máy rồi đừng để chú bắt máy. Nó điện quá. Ai bé hả? Con bé nhỏ. Nghe đi. Trời cũng khá là nóng. Anh nằm ở đây vậy. Gái điện. Nó điện giờ này nó không thấy gì vậy, nó hỏi. Dạ. Là mình viết bao nhiêu chữ là anh hiểu bao nhiêu chữ thôi chị. Ghi từ chữ gì gáp lại. Hay ha. Mình ghi từ cái tiếng ra. Ví dụ giờ ghi chữ tờ thì không nói tờ rồi a vậy đó, là không gáp từ từ lại là không biết mình nói chứ không thôi là nói đâu được đâu. Dạ. Nhìn anh còn nhớ hết rồi. Nhìn thì cũng không. Tỉnh táo bình thường à chứ có gì đó. Lâu mà lâu đi thì được đi không được chứ ngồi. Đi ngồi cũng không được luôn. Phải dựa hay là ghế rồi mới ngồi được. Ở đuôi mà lại điếc. Ngồi được không? Giờ này chị nó ngồi được ha. Không có ngồi, dựa vô tường thì ngồi được. Đâu chị đỡ ảnh ngồi thử coi, cho anh ngồi gì coi. Nãy giờ anh hiểu à, em tụi em tới không? Đó, nãy em nói ra là biết á. Trời ơi. Đây. Là phải dịnh. Nằm nóng lắm. Trời dựa vô đây nè. Trời đó vô. Trời coi nhà. Hai người. Mày kinh gì không đó? Ờ. Nó đau rồi chị ơi. Wow. Ngồi chút. Đây rất nhiều quá thì tôi đưa vô trong đó. Ngồi dạ. Chút. Ngồi chút đi cho khỏe. Đó cả nhà. Cái gối để quay anh đó. Năm rồi. Ừ. Anh Nhị rất là đẹp trai luôn á. Rất là đẹp trai, trắng tươi à. Hồi đó nhà đi làm, về đi xịt, đi gì làm tối ngày không có không? Dạ. Xịt tối ngày vậy đó. Tự nhiên mất cái bệnh như vậy đó cả nhà. Người ta lấy tỷ nhiều quá đó chú. Dạ. Lấy tỷ hai lần. Lấy đặng xét nghiệm cái não gì nó kêu em giờ ký phải ký giấy thì lấy đặng mới xét nghiệm. Ồ. Giờ đang trong đó rồi sao giờ? Không, dạ. Không cho lấy thì sao cũng không được. Ừ. Phải theo bác sĩ rồi, lúc đó là giống như phải theo bác sĩ rồi. Thì bác sĩ kêu làm gì mà dạ đúng rồi sao giờ dạ. Rồi mấy năm nay là có đưa anh đi tái khám lại không chị? Thì cũng lâu lâu cũng đi khám gì về lấy thuốc uống gì đó cái uống đường tiểu với lại cái não nè. Bác sĩ mắt nói đâu. Là mắt của ảnh với tai của ảnh có thể là hồi phục được không? Thì bữa người ta nói khám này nói là tại cái di chứng nó để lại vậy đó. Trời giờ từ từ nó bình phục hay không thì
kêu nhập viện điều trị rồi coi theo dõi. Ừ. Nếu như mà mình điều trị là có thể hồi phục lại không? Dạ. Ừ. Rồi nghiệp ảnh không? Giờ chỉ ngồi vậy thôi chứ đi đứng là không được. Không được. Ừ. Chú lơ vậy đó. Bởi chị. Trời quá. Rồi mình lên mặt đâu bật không ngã đâu ngã. Cô chị hàng ngày chị đi làm. Đi làm một mình rồi nuôi hai đứa con. Rồi lo cho chồng nữa. Ở đây thì cũng có ông bà. Đây thì gửi ba thì ổng thì sáng xuống đi ăn gì chút chút thì mua thôi. Ừ. Chứ cũng không có tốn tiền gì. Vì hiện giờ bệnh hoạn thì thuốc thì không thuốc ha. Hiện giờ có tiền thuốc men. Bao lâu rồi chưa đi khám bệnh cho anh Nhị vậy? Chắc lâu cũng cả năm mấy tháng. Cả năm rồi. Ừ. Để ở nhà vậy thôi. Chắc anh mỗi lần đi khám bệnh này kia chắc cũng khó khăn ha. Đi mướn xe 7 chỗ đi rồi ginh lên nằm dài trên ghế vậy đó. Bởi vậy. Rồi ginh đầu xuống lần khó người ta ginh tiếp. Anh ngồi anh mệt không ta? Anh ngồi vậy. Ngồi là nhăn. Nhăn hả? Ngồi mệt hả? Mệt á. Ông nói ngồi quay tại vì nằm suốt nên là ngồi vậy nó vậy. Ừ. Nằm quen rồi ngồi vậy thì nó quay với lại xương sống nó đau. Dạ. Anh có mệt không? Mệt thì nằm nha. Đâu rồi nói vậy anh. Ừ cho đi. Anh mệt thì hỏi anh mệt thì nằm đi, được không? Không có cần ngồi đâu. Để tính cho anh ngồi cho anh khỏe đâu. Ừ. Nằm. Nằm rồi. Ừ cho nằm, nếu mà nằm thoải mái cho nằm đi. Phải nằm. Phải nằm. Rồi. Ừ. Vào quạt đi cho nó mát. Nằm nha. Xuống. Rồi cả nhà. Với hai người hả chị? Hai người. Dạ. Anh đau. Ây du. Đó, ngồi nằm quá thì đỡ là chị là la làng. Hồi mới về lỡ thiên khu cho lỗ bị lớn. Dạ. Nè còn nữa là còn cái thầy. Trời ơi. Thấy chuyện sống luôn á. Trời ơi. Mắt một miếng thịt dữ lắm mà sợ là không lành luôn. Đã lòi xương sống. Ấy giờ rửa đồ giáp năm nãy giờ đỡ rồi nha. Rồi bác sĩ kêu mà cho ăn tôm ăn tép cho nhiều nhiều á, đang cho lòi thịt. Dạ. Ăn tới giờ nó thấy tép thấy nghe tôm tép nó sợ rồi. Ồ. Ăn cái lòi ra lành tôi mừng muốn chết luôn. Sợ. Nhìn cái vết hẹo vậy là cũng trước dữ lắm luôn á. Thấy xương sống mình da khe luôn. Dạ. Nó phát bệnh ra nó lỡ nó cái đó là nằm trong hồi sức ra là nó bị vậy. Rồi về nhà cứ rửa chùi mà nó cứ hoài rồi. Rồi mấy cái miếng da chết rồi cắt bỏ ra sợ mấy lần vậy đó. Sợ nó không lành mà sao giờ nó cũng đỡ. Ừ. Nó ruộng đang sâu càng ngày càng nặng á. Bởi vì thằng cháu tôi nó mà con sợ cậu rồi mà cậu mà nuôi mà cái vết thương này là con cũng biết cậu được khổ bước nào rồi. Trời ơi. Nó rửa một ngày ba cử. Rồi mà biết sao giờ mà ai lỡ không hôn bị mình rửa hoài mình đâu có để đâu. Dạ. Mà nó ăn rồi tôi thấy nó lòi nó bít cái xương sống tôi mình hết biết rồi tôi nói với mẹ nó. Trời nó lòi thịt ra mất cái xương sống rồi nó thấy cây xương sống nhằn hè. Trời ơi. Nó bị giống như nó lành lũng lỗ mà lòi cái xương ra luôn. Trời ơi trời. Cũng nhờ chăm sóc cái gót này nè anh ra là người ta cắt bỏ một miếng thịt này nè. Dạ. Nó như cái miếng huyết dịch vậy đó, nó bầm đó. Dạ. Lúc dựng lên hoài vậy đó. Rồi nó cũng lành về đỡ cứ chảy máu biết nhiêu. Ừ. Nằm dính niệm lên mà giờ cũng lành đỡ. Dạ ăn lỗ gì đó. Tại vì nằm chống gì nè, trong đó ra là nó vậy à. Ừ. Dạ. Thường coi nhà. Mấy năm trời rồi đó, mấy năm như vậy nè. Tháng 7 này nữa 3 năm. 3 năm rồi. Ở nhà anh chị là có nhà không? Ở đây anh ở với ba. Ở đây. Trước em thì mẹ đi làm đó. Rồi đi về vậy đó, lên xuống. Rồi giờ chị ở bên ngoài, bên mẹ của chị ha. Thì ở đây thì thấy nhà cửa cũng chật chội ha. Để anh đây sáng rồi chị chạy qua. Với lại ở bển cũng đâu ai coi đái này đâu. Ừ. Tại cái vụ đái này nè, không có đái là cứ ngắt cái bụng mà chị không nói đâu. Tôi với nó với vợ nó thôi. Sáng gì mà chạy về đây. Bởi vậy. Ở bên kia thì không có người chăm, nó cũng khó. Chị cũng phải mất hai đứa nhỏ nữa. Bé nhỏ là bé có bữa nay con có theo không? Không có theo hả? Không, nó đi học ở trển, ngoại rước ở trển. Nghe bà con chia sẻ là hoàn cảnh gia đình cũng đặc biệt, ảnh bệnh lâu rồi á. Chị tên gì? Dạ, em tên My. Chị My? Dạ. Thì hôm nay tôi em đến là để giống như là kết nối với hoàn cảnh của gia đình mình á, hoàn cảnh của anh Nhị nè.
thì cái mong muốn của gia đình mình đó là như thế nào chị chia sẻ lên cho mọi người biết nha. Hiện tại giờ nhờ mọi người giúp đỡ Đặng cái tiệm đi điều trị cho ảnh coi được bình phục không, chứ để nằm chỗ này hoài thấy tội nghiệp lắm, mấy năm trời rồi. Cũng muốn có tiền để đưa anh vào bệnh viện hả? Dạ. Chứ mà nằm ở nhà mà uống thuốc cầm cự như vậy hoài thì ảnh cũng như vậy hoài, đâu có bớt được. Như uống thuốc để cho nó đỡ, nó đau nhất rồi thôi, cho nó bớt thôi chứ không có hết được. Tuy lại là khi mà anh em chia sẻ lên, ông bà của chú nào có biết cái bài thuốc nào á, có người bệnh như thế này nè, rồi có bài thuốc nào uống mà khỏi lại đi đứng lại được á, thì cũng chỉ dùm cho gia đình. Chứ anh nằm như thế này hoài nè cả nhà. Phải nằm như thế đường rồi đi cũng đỡ rồi nằm. Dạ. Như không hay, dạ, không biết gì, không thấy đường, không nghe. Thấy mắt anh bình thường. Mắt là bình thường á. Anh vô nhìn đâu có biết bệnh đâu. Dạ. Nằm vậy đó. Bị thâm, mắt bị thâm. Nói không nghe. Ban đêm cũng không ngủ được, khó ngủ lắm. Ban đêm á hả? Không chứ thức, không lăn lộn hoài, 20 giờ sáng vậy. Anh nhìn kìa, mới thấy mình không? Nhìn. Thấy em không vậy? Không thấy mình. Anh vậy? Thấy mà mắt nhìn bình thường à. Không có thấy gì. Thôi nghe. Rồi vậy viết cái tay. Vậy viết cái tay cho kêu khỏi anh thấy không? Thấy hả? Chưa thấy. Trời ơi. Hỏi bị gì với em, bị gì vậy, chừng nào hết em biết đường đâu mà nói gì vậy. Trời ơi, hỏi chị gì hả? Hỏi là bị gì chừng nào hết mà nằm lâu vậy, em nói là thì từ từ nó hết. Hỏi hoài, cứ hỏi ngày mấy, tháng mấy, hỏi hoài. Trời ơi. Anh lo. Hồi giờ chừng nào hết bệnh. Anh lo về cái chứng bệnh của mình. Chứ một người đang khỏe mạnh đi làm lo cho vợ con sẵn chứ đâu phải bệnh hoạn gì nằm đâu mà đùng cái mà phát ra cái căn bệnh gì đó cả nhà. Một căn bệnh rất là hiếm gặp luôn. Giờ nằm như thế này nè, câu chuyện kỳ lạ là khi ảnh xịt cái loại thuốc đó mới phát hiện ra được căn bệnh. Nếu mà không có xịt cái thuốc đó thì căn bệnh ảnh cứ nó vòng vòng trong người á, rất là nguy hiểm luôn. Khi mà phát hiện rất là nguy hiểm. Như chú nói hồi nãy thì có nhiều người đó cũng có cái căn bệnh này đó, đã mất rồi đó. Nhưng mà ảnh may mắn là ảnh xịt cái thuốc đó nên là nó diệt được cái con khuẩn đó luôn. Dạ. Cái này là giống như cái ảnh hưởng của căn bệnh đó. Bây giờ ảnh như thế này là không đi đứng được. Mắt thì cũng không có nhìn rõ, không có thấy, không có nghe được, điếc luôn. Phát hiện sớm thì ảnh cứu được mạng của ảnh, nhưng mà giờ nằm liệt giường. Giờ là ảnh hưởng. Phát hiện chậm thì có thể là ảnh mất mạng. Hồi đó mổ cái khí quản nè, đặng đúc cái ống thở gì đó. Bây giờ về cái tự ống ngủ nửa đêm ống đúc ra hết rồi. Tại vì cái đó rồi cái anh kia ảnh cho tiền mua cái máy hút đạm về nhà nữa. Tại nằm ở đó hoài, đợi tháo cái đó đâu biết chừng nào đâu, lâu lắm. Đó về rồi tự ngủ nửa đêm sao em ngủ quên. Nên là mà sáng gì không sao cái tự nó lành luôn. Nói con thấy ông già mày muốn sống vợ con mà mày rút ống nó ra đi. Mày để vài bữa mày chết. Nó chơi. Chơi. Rồi cái tối là nó mày rút ra hai bữa lạnh rồi không có gì đâu. Rồi bắt đầu tối lại nó rút ra, tôi với vợ nó khóc luôn. Rồi tới có đồ mà biết sao rồi thụt ống vô mà hút. Dạ. Chỗ đó là đàm nó lên chút là đàm nó lên là hút ra. Lấy vậy bằng tôi dán. Thiệt hay là hai bữa lạnh không làm độc làm gì hết chút. Hai bữa lạnh luôn. Em bích luôn đó. Tới giờ luôn. Nằm thấy ông già nói như vậy. Ông nói gì? Trời ơi. Chứ mà gắn nó chứ mà để cái ống đó là nguy hiểm. Mình tưởng đâu nó cộm nó chịu không nổi nó mà đặt chuyện nó nói gì. Mà thiệt mà rút ra rồi hai bữa là chơi hai bữa luôn. Chứ cái này rút nó nguy hiểm lắm. Em thấy nhiều người bệnh bây giờ không có được rút ra luôn. Dạ. Để bác sĩ rồi rút. Trời ơi. Rồi lành luôn tới giờ không làm độc làm gì những trùng những gì. Đúng là kỳ lạ ha. Tự lành luôn á trời. Tự lành luôn. Trời ơi. Cứ sợ hoài, cứ kéo gỡ băng keo, băng cái nhăn ra coi nó coi có gì không, không có thấy mũ thấy gì, tự nhiên lạnh luôn. Rồi. Không thấy là người ta tổng cao là để hoài luôn. Chuyện đó, thì đó, bởi vì để hoài rồi mình nằm ở bệnh viện hoài đâu chịu nổi. Nói đi về. Để xì hơi ra đó. Dạ. Anh rút ra nói được hay thì chứ.
Em thấy nhiều người bây giờ là kéo áo xuống giùm coi cái vết thương của anh đi chị. Cái này vết hả? Thương gì? À cái cổ này. À, cái chỗ lạnh rồi đó, mình nhìn thấy không? Trời tự lạnh luôn, cái lỗ bự lắm á, mình cái lỗ đó cái ống gì nè. Ống bằng tốt mình vậy. Nó hơi cong cong là cũng phép màu thì chứ. Phép màu. Nhìn thấy một ông gì vậy nói. Để vậy mình đâu có dám đụng gì tới đâu, tự rút ra. Mà ngủ quên á nên là ổng rút vậy đó. Dạ. Thấy chùm chùm mà vậy chả không biết nữa. Rồi rút ra. Rồi tháo ra thấy mắt tiêu rồi nói. Ảnh là không có co gì được ha. Co được coi gì? Ra, coi ổng cũng coi rút lên, ha. Tự rút lên rút xuống được. À tự rút lên được. Vậy mình có thể là ra bệnh viện người tập vật lý trị liệu hay cái gì dạ, đó tại biết cái đâu này được. Không có tập luyện chứ tập là ừ, được. Tập luyện tại vì cứ nằm mì hoài. Chăm cú hay cái gì đó biết đâu được. Ảnh muốn đi đứng lại được. Tại vì ảnh còn co được mà. Chứ đâu có liệt cái chân đâu. Bên co được, bên bên đây mắt nắm cái tay. Bên thì tự tự dở lên cũng được, còn bên thì lấy cái tay kéo lên. Dạ. Tại mình cũng khó khăn nên mình cũng ít đưa anh đi bệnh viện á, nên là ảnh cứ vậy hoài thôi, cái bệnh nó không có bớt. Đi khám rồi người ta cũng cho thuốc gì uống, tại người ta bắt nằm đó đặng theo dõi điều trị nên là đâu có nằm đâu. Dạ. Cho thuốc gì uống thôi. Nên là chị cũng mong là có mạnh thường quân nào thương giúp cho ảnh có điều kiện đi bệnh viện khám nó coi như thế nào. Để có hướng nào điều trị cho ảnh hay không. Chứ để anh nằm gì hoài thì cũng như là hàng ngày cứ vậy thôi. Dạ. Ừ. Mấy năm trời rồi cả nhà, mấy năm trời rồi cả nhà. Lúc trước ảnh bị bệnh. Trước quả. Để ra lấy lồ vô đi, lấy gạo đi. Như bây giờ chị đi làm rồi nuôi hai đứa con gì đó rồi chăm sóc cho ảnh nữa rồi cái cuộc sống của mình thôi chị mấy năm dạ. Trời nay thì nó có gặp khó khăn gì nhiều không? Dạ thì cũng vậy anh thì ngày nào qua ngày đó cũng được rồi. Dạ. Cũng gán mà lây lớp qua ngày dạ. Ha. À. Thương ảnh khi mà chị đến đây chắc ảnh hay tâm sự hả? Ảnh hỏi thăm mừng này lắm. Chị hả? Mừng hả? Hôm nay mấy con nó xuống giỡn vậy lắm nằm giỡn. Lâu lâu mấy con mới xuống hả? Hay sao? Tại em thường nhiều khi trưa này rước xuống chơi chút không thôi, thứ bảy chủ nhật. Ừ, thứ bảy chủ nhật nha, tại con cũng đi học. Đi học buổi sáng rồi, trưa em về nên là đâu có chở đâu. Dạ. Nhà mình ở gần không chị? Nhà em gần. Trên quốc lộ này nè. Ồ, nhà trên đường lộ. Ở cây mấy à? Dạ. Thương quá. Hiện tại bây giờ anh uống thuốc Tây hả ta? Uống thuốc Tây hả chị? Tây. Thuốc Tây. Có gì có ai chỉ mình uống thuốc thuốc nam gì không chị? Nam thì ba cũng hay đi kiếm uống này kia đó. Đó cũng lại chùa này hốt chú nè. Mà thấy cũng không có dạ. Có bớt nha. Thì thấy nó cũng vậy à. Như đau nhức xương sống rồi đỡ hơn chút thôi. Dạ. Hiện giờ là anh uống thuốc Tây thôi hả chú? Đâu có uống thuốc dạ. Nam gì ha? Thuốc Tây thôi. Nằm tối ngày vậy đó trời, sao mà chịu được. Sáng nực quá ghen ra đây, chiều đi vô chổng ngủ, ổng nằm trong giạc chổng. Rồi nhà rồi mình ổng rồi sao ghen nổi hả? Mình ba thì lôi, lôi lại đó rồi lóc lóc lên. Trời ơi, sao biết thế được. Lên giạc rồi ghen ổng lên. Chứ không mình anh cũng nặng á. Không có xe gì sao? Có chiếc xe cái ghế người ta cho cũng trong đó mà. Anh có xe lăn không chị? Xe lăn trước ở chùa cho mà giờ nó cũng hư rồi. Bị có mình có với lại ít ngồi, không có ngồi đi nhiều nữa. Cứ nằm vậy thôi. Xe lăn được là mau hồi phục lắm. Tại do không có ai nhìn lên nhìn xuống. Bánh xe rồi nữa đó. Dạ. Mình ơn mình tìm cái bố phải tìm hai người. Mình ơn thôi lôi mẹ nó ra đây cho nó nằm vậy đi. Chú ngồi đi chú. Hôm nay con đến thăm nè chú, hiện tại mình đang gặp cái khó khăn như thế nào chú có chia sẻ đi. Bây giờ cái mong muốn của chú á là mong muốn như thế nào? Mong muốn nhà tại vợ hậu tâm cho được số tiền dạ yeah. Bệnh thuốc thang cho nó chỉ vậy thôi ha yeah. Chứ mình cũng không có nói chung là cũng không muốn gì, chỉ muốn là có tiền để trị bệnh cho ảnh thôi, coi có tiến triển nào hơn không yeah, yeah. Cho anh khỏe lại được mới nào mình nhờ bữa nấy đi dạ. Chứ giờ thấy mà nó đi đứng rồi được, nó không thấy đường, phải thấy đường được rồi mà cũng đỡ, ngồi cũng không được, nhiều hai ba ba bốn thứ chịu. Vì tính ra hàng ngày là vất vả chứ chị phải chạy qua nè, rồi chú nữa, chú hàng ngày ăn uống kêu vất vả, thì anh đâu có tự sinh hoạt được đâu. Làm mọi thứ là không làm được gì chứ. Nói gì? Có kêu ăn uống gì thì kêu thôi. Nghiệp mà.
Hỏi có 33 tuổi. 33 đúng không chị? 33 dạ, tuổi. 33 tuổi. Bị lúc 30. Bị lúc 30 tuổi. Năm 30 tuổi. Dạ. Bị lúc 30 rất tuổi. Rất là trẻ. Hy vọng thì ông bà có bài thuốc nào á, biết được bài thuốc nào chỉ cho gia đình á, để cho gia đình cho anh uống cho hết bệnh cả nhà. Một căn bệnh hiếm gặp của mình sáng lợn. Dạ, chú ha. Sáng lợn. Ủa mà cái bệnh đó thì nó đã khỏi rồi hả chú? Bác sĩ dạ, nói là cái bệnh nó hết rồi. Tại vì nằm vô thuốc là 20 ngày đó. Ồ, là ngày hết rồi. 600 mấy đó. Bộ nó giờ bình thường như xưa. Dạ, con cái. Nó còn cái còn vậy đó, mắt mà nó không thấy đường, lỗ tai không chưa nghe rồi đi đứng không được. Và cái bệnh nó đã hết rồi nhưng mà còn, nó còn di chứng lại. Dạ. Nó di chứng lại. Thương quá. Thì hôm nay tụi con đến thì cũng để hỏi thăm về cái hoàn cảnh gia đình của mình. Dạ. Cho khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân hiểu á. Dạ. Thì bên cạnh đó thì con cũng gửi những cái tình thương của quý nhạo tâm. Cũng có chút ít á để gửi cho gia đình. Để cho chú lo cho ảnh. Dạ. Rồi sau khi mà về tụi con đăng tải lên. Rồi mới kết nối Mạnh Thường Quân. À, để coi có đủ duyên để giúp cho ảnh không hả chú? Dạ. Ừ. Cũng cảm ơn dạ. Mấy chú, cảm ơn nhà hậu tâm. Dạ. Đỡ cho con. Dạ. Như bây giờ thì con gửi ít tiền với lại quà á. Dạ. Là tiền là chú nhận hay chị nhận? Hay dạ chị? Đưa ba em đi. Đưa ba hả? Ba lo chú cho em hút men. Vậy chú ở đây đi. Em đi làm suốt à? Ồ. Rồi đi khám bệnh rồi là cha đưa hả chị? Dạ, chừng nào đi khám thì em xin nghỉ thì không? Hai người đi mới được. Đi kinh vô kinh ra khó lắm. Chứ không mình cũng không mình không nổi đâu. Dạ. Thôi dắt đem quạt xuống luôn. Trời mưa luôn rồi cả nhà. Hôm nay là trời mưa. Cũng may mắn là hôm nay lại thì có vợ của anh Nhị ở nhà nè. Có chị ở nhà. Chứ bữa hổng, cái vụ trước mà chú khi dắt lại thì không có gặp. Không có. Không có dạ. Gặp. Nó vừa về chút xíu là đó nó dắt lại. Nên xin được số rồi mới xin được số của chị nè. Đó thì hôm nay con đến thăm á thì con có ít quà của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng hay chú ha. Dạ. Dạ có gạo mì cũng như là nhu yếu phẩm á thì cũng gửi cho cô chú. Dạ. Dạ. Bên cạnh đó thì anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng thì cũng gửi được 500 ngàn. Dạ. Dạ. Tiếp đó thì có chú Sưng Việt Kiều Mỹ thì cũng hỗ trợ là 500 ngàn. Tiếp nữa thì có cô Ngọc Việt Kiều Úc hỗ trợ 500 ngàn. Dạ. Thì tiếp nữa thì cũng có chị Phương Phạm Việt Kiều Úc hỗ trợ 500 ngàn. Một Mạnh Thường Quân nữa thì đó là anh Thành với chị Điệp ở Canada thì cũng hỗ trợ cho gia đình mình là được 1 triệu đồng ha chú ha. Nó thì bước đầu đến đây thăm. Ngoài phần quà anh Trần Tài Tình thì con cũng gửi cho gia đình mình là 3 triệu đồng ha chú ha. Dạ. Cầm máy cho Mạnh Thường Quân cầm Mạnh ha nên gửi tiền cho chú luôn. Ở đây là số tiền Mạnh Thường Quân bước đầu đến gửi để giúp đỡ cho gia đình của anh Nhị ha. Thì để con đếm từng triệu đưa chú ha. Gọi cho tiền ha. Để anh đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 triệu hả chú ha. Dạ. Đây là số tiền của quý nhà hảo tâm gửi qua. Dạ. Cảm ơn cô chú ủng hộ giúp đỡ cho con tôi số tiền để mua thuốc men cho nó uống, tôi rất cảm ơn. Dạ. Rồi tiếp đó thì qua kênh Quý Sơ Tộc cũng có ít tấm lòng gửi cho gia đình. Dạ. Thì qua kênh Quý Sơ Tộc với lại cùng anh em ở Sóc Trăng thì cũng xin phép quý nhỏ tâm, quý Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình một chút ít tấm lòng yêu thương. Thì đầu tiên là có chị Phương Việt Kiều Mỹ là gửi 500. Cô Mai, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500. Anh Tiến ở Hà Nội là gửi 200. Cô Trúc Trần ở Úc thì gửi 200. Tổng cộng gia đình mình nhận được là 1.400.000. Cũng xin phép gửi cho gia đình đó chú. Dạ. Và kênh em thì cũng gửi thêm được 1.400.000 ha. Giúp cho anh Nhị có tiền mua thuốc nè. Đó, ăn uống nữa. Anh cuốn sữa gì không chú? Anh Nhị á, cuốn sữa cái gì không? Mà bị cái giác này đó lên thì cho nó uống. Còn mà tôi không có nhà, tôi dặn ba đừng cho nó uống, sợ nó dạ. Nó chịu sớm rồi tôi gì không kịp. Dạ. 1.400.000 ha, con cũng gửi cho chú. Dạ. Từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 triệu,
1, 2, 3, 4, 1 triệu 400 ngàn của quý nhà tâm, quý mạnh thường quân gửi cho gia đình. Dạ. Cảm ơn cũng rất là nhiều. Tình là cảm ơn nhà hậu tâm mạnh thường quân. Dạ. Cô chú giúp đỡ cho con tôi rất cảm ơn. Dạ. Thực sự thì khi mà đến đây và gặp được cái hoàn cảnh của anh á, thực sự cũng biết được trong cái thời gian dài là cô chú với lại chị vợ của anh Nhị á, cũng đặc biệt vất vả trong thời gian vừa rồi rất là nhiều á. Mà đến nay thì anh dung là anh nó qua được cái thoát được kiếp nạn đó, thì mà hiện tại thì giờ anh còn như vậy thôi. Cái căn bệnh này rất là nguy hiểm á chú, rất là nguy hiểm luôn. Anh đã qua được cơn nguy kịch rồi. Bây giờ là chỉ là chăm sóc cho anh để hồi phục lại thôi. Sức khỏe lại có tiền là đi điều trị được, khỏe là đi lại được. Thì hôm nay thì anh em đến cũng như là gửi một phần quà gạo mì của anh Trần Người Tình nè, nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó thì cũng gửi cho gia đình của anh Nhị được 4,4 triệu ha, 4,4 triệu ha chú ha. Dạ, dạ. Đó. Chị có gửi lời nào không chị? Dạ thì em cảm ơn những nhà hảo tâm với mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình em. Giúp đỡ cho chồng ha, cũng mừng ha. Đâu đâu chị nói với ảnh rồi mạnh thường quân giúp tiền rồi ảnh biết không? Viết ảnh coi. Rồi đưa đến cầm coi. Rồi. Gì? Tiền đó. Anh hỏi gì? Thuốc uống nè. Cảm ơn đi. Cảm ơn nói hả? Chuyện. Được, để cho chị ghi với chị. Nói là mạnh thường quân cho. Gửi tiền. Mạnh. Thường quân. Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Trời ơi, thương không? Rồi. Đúng là chị nói anh hiểu liền luôn. Nói. Không ghi là không bao giờ biết luôn. Không. Nói đi. Cảm ơn. Bất cả. Rồi hai thương không? Nhảy bập bị ta đua. Bị tê tu. Tự nhiên ngã ra cái bụp là bị tê tu hết trơn. Là ông nói bệnh á. Rồi. Phần cái ống là đi tiểu mà rút ống á, rút ống hoài. 3 năm mấy rồi, 4 năm trời. Trời ơi. Bởi vì bệnh mà đâu. Hỏi anh này chuyện khỏe không? Dạ. Hỏi anh này, khỏe không? Giờ khỏe không hay là còn mệt ở đâu không? Cách duy nhất là giết tay lưu trận. Khỏe không? Hay gì trời, nghĩ sao biết nó ăn tiếp trong mình. Dạ, khỏe không? Ê, hết trơn. Sao nó lên tục cũng ê hết. Rồi rồi. Là cái do nó giật hoài. Dạ. Dạ. Tại hai giật là mỗi lần giật là nóng lạnh mấy ngày. Dạ. Rồi rồi, giật cái chân á hả? Nhầm rồi. Mỗi ngày cũng lỗ rừng cho bá. Nằm vậy đó. Ồ. Kể rồi đó. Ngủ nằm biên ngủ được, nằm biên không ngủ được. Dạ. Còn nói kìa. Nói chuyện bình thường ha. Nói chuyện bình thường. Tại anh hỏi gì thì nói được rồi. Kêu anh kể hả chị? Kêu anh kể đi. Kể lúc ha. Bình. Kể là em. Kêu. Anh. Nói. Bệnh á. Cảm ơn. Không. Bệnh. Anh biết bệnh gì đâu vậy, anh tới tự nhiên rồi đầu đi nhức đầu đi mua chanh viên sinh chanh gì vậy, uống ngã ngang vậy chứ không biết bị gì nữa. Không phải phát bệnh rồi đi khám vậy, vợ nói bị gì tùm lum á. Dạ rồi vậy là anh không biết đang đi làm tùm lum không vậy, đâu có phải ấy đâu đi làm mình đi xịt tùm lum mấy người bữa đó sao đi chích tục gà hay vợ nói. Vậy em đâm đi hay sao đó, nó nhức đầu nghe không, vậy. Từ lúc bệnh tới giờ là không biết đâu, không nhớ đâu. Dạ. Không biết sao nên là hỏi ngoài. Không có người này kia giúp đỡ chắc lụm rồi. Tại lúc bệnh ông anh mà con không đi xin được 40-50 triệu. Dạ, không có tiền đâu. Anh đó đó. Làm không muốn ăn nữa. Là cũng đi xin ta vậy nè, là cho tới xuất viện về. Rồi hai chồng ông già, hai chồng bà già về nhà khổ nuôi khùng đi. Trời ơi. Vợ nó tàn tá đi làm nuôi nhỏ. Nó không tàn tá là nhà đâu chú ơi. Trời ơi. Hai đứa nhỏ chứ.
Hồi đó đâu có gạch này đâu, cái lót này ông mộng nói ủa sửa nhà hả gì? Sao mà có gạch này? Tại rồi đâu dám nói là bán mình đó đâu. Rồi nó ba mới sửa lại cái cười. Phá cười. Anh nói chuyện cũng nói chung là vui vẻ ha, vui vẻ ghê. Ở trên sớm như vậy không có ai ghét chứ. Mà làm gì không được thì báo cha báo mẹ hay nè. Nửa đêm bắt cha mẹ thức cho đá, báo cha báo mẹ 12 giờ phải thức gì cho nó đá. Mình thức giấc thức nó quen. Quen thức là đúng 12 giờ. Chú dẫn anh đi rồi tự nhiên anh nói. Đâu có dẫn, thọc ống cho nằm trên giạc, thọc ống chứ con đi đâu được đâu. Thọc ống cho nó đá rồi đi đổ. Nói với chú gì vậy? Nói gì vậy? Hả? Cái gì? Đó. Hỏi con. Bây giờ nó bự con mình đi nóng nổi. Dạ. Mắt lôi mắt lết kéo không. Dạ. Rồi có bữa mà nó nắng quá đó, tắm rồi tắm hai cử. Đâu có khiêng giọng được. Tôi lôi ra hàng ba đó rồi tắm cho nó rồi lôi vô thay đồ cho nó để lau. Dạ. Rồi sao vậy? Có gì? Chưa khó. Thường quá. Đừng có mà đi gắng chăm sóc. Chú thì lớn tuổi thì cũng rất là khó chăm sóc chẳng à, có dầu bữa nay cái bột của con bữa nay em quên đem rồi. Thôi em gửi cái này cho anh ha, gửi dầu gió cho anh sức ha. Rồi cái bột còn để nữa em đem xuống. Đây đây em gửi cho anh nè. Đây là dầu gió của chị Tệ Nghi ha. Rồi thuốc này là thuốc cảm của vợ chồng chú Nam ở bên Úc á, gửi. Có cảm sốt là liều uống này 2 viên nha chú. 2 viên, còn cái đó dầu gió. Gửi cho anh vậy nha. 2 viên ha. Dạ, đúng rồi, giống như Paradon vậy đó. Mà cái này thuốc bên Úc. 100 viên, hộp 100 viên. Anh gái giữ gìn sức khỏe nha. Không nghe. Bột ngáy đen thì để con gửi chú sau nha. Dạ. Vậy hôm nay anh em con đi mà hết rồi, gửi hoàn cảnh kia rồi. Gánh mau khỏe rồi. Anh mấy hết bệnh mau bệnh đi đi cố lên hết bệnh cố lên à rồi. Cố lên anh rồi thương cứ nằm xuống gì đó chú là chiều đi bán vé số tiếp chị thì cũng chuẩn bị đi làm rồi nè. Hôm nay anh em đến thăm mới nán lại chút xíu thôi nha. Chứ giờ này cũng về đi làm nữa, lo cho con nữa. Em về nha anh vậy nha. Không nhìn thấy quên. Ta về. Bye bye đây. Cảm ơn các bạn rồi. Rồi bye bye nha. Bye bye. Rồi thương quá. Hy vọng là có duyên gặp lại sớm nha. Ok nha. Thôi giờ chắc con cũng xin phép luôn hả chú nha. Chú cố gắng lên nha chú. Chú nhiều. Cảm ơn chú. Uống miếng nước đi. Rồi. Cảm ơn nhiều. Rồi. Cười đi. Giờ mấy chú cũng nhà ở tầm cũng thăm qua những cô mấy chú. Do đây mà. Dạ. Mạnh Thường Quân độ cũng biết. Mấy chú mấy cô kia đâu có biết gì. Dạ. Trời ơi. Chú uống với từ miếng nước lấy. Dạ rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi ơi, cô đưa nước uống nè. Ở đây là cháu nữa hả? Cháu hả? Cháu nội. Cháu nội. Thích gặp con. Cô không đi được hả cô? Đứng lên mắt chổi khó lòng lắm. Chổi hả? Bị khớp hai đầu gối. Bị khớp hả? Bị khớp. Thuốc ít rồi con nè. Bà gì đó. Nó giữ nước hả chú? Uống nhiều quá nó bị nơi thuốc huyết khớp mà uống huyết không hết khớp mà mở đi nổi nó thẳng cái thuốc gì chú uống thuốc gì thuốc tây hả thuốc tây bắc có thuốc tây thì ít thuốc bắc vậy nó ngồi lên liền á nó giật nó giật chú là không có đứng lên được nữa đó con rồi ơi phải bữa nay để nó nằm con sẽ gửi gấp cái thuốc bột ngải đen xuống cô ngủ cái thuốc bột ngải đen đó là cái đau xương khớp nè rất là hay luôn. Đó, để con gửi, con sẽ gửi một hộp của cô Ngọc, gửi xuống cô Ngọc ở Úc hồi nãy có cho tiền mình đó. Con sẽ gửi một hộp của cô xuống rồi gửi thêm cho anh Nhị một hộp nữa. Dạ. Bà nó cũng được gì tôi. Đau đau xương khớp là cái bột ngải đen, cái củ ngải đen của ngải chống độc á. Rất là hay luôn. Thì bác sĩ nó không có giữ nước nữa, nó thải độc cơ thể mình đó. Rồi chú ơi đi đâu có được. Ở nhà nó 1-2 giờ là
chỗ nó ăn cơm rồi đó. Rồi nó mặc đáy. Ba chừng anh phụ. Ba, má ơi, kêu ba cho con đáy. Dạ. Tôi đâu có biết làm cái gì đâu. Dạ. Vì có vợ nó thì có vợ nó cho đáy. Ừ. Thôi điện như này như kia. Dạ. Thôi cô giữ gìn sức khỏe ha, dạ, rồi để con về con nha. Để con tranh thủ con gửi cái thuốc xuống, dạ. Thuốc bột ngay đen xuống cho cô uống luôn, dạ. Uống té thuốc hoài à. Rồi chân cẳng yếu quá, xương khớp nè. Đi té hoài à, hôm đó té lặn tôi gãy cái này rồi. Dạ. Thôi ráng cẩn thận nha cô nha, cẩn thận. Em giữ gìn sức khỏe nha cô. Nay con đến, dạ, thăm thì con cũng thăm anh Nhị nè, để chia sẻ cái hoàn cảnh của mình. À, thì cũng gửi những món quà đó. Dạ, cảm ơn nãy bà cô chú. Cảm ơn mạnh thường quân ha. Mấy là mạnh mấy cô mấy chú mạnh thường quân á. Dạ. Tiếp nối mấy cô mấy chú kia. Mày, dạ, biết rồi về hoàn cảnh nhà tôi. Dạ dạ. Chứ không thôi mấy cô mấy chú kia đâu có biết. Dạ. Dạ. Chú con mình đi bán vé số à. Ừ. Cô thì bị bệnh nè. Chân cẳng đi đứng cũng không có được mạnh nữa. Tê vậy đó. Anh Nhị thì giờ nằm vậy đó. Nó làm như thể là gió nè. Mình thục vô nước đá vậy đó. Trời ơi. Đâu có chú ơi nè, mắt bà cái này không đó. Ừ, lạnh con. Ừ. Tê rồi nó lạnh á. Ừ, nó lạnh, dạ, rồi chú không mang cái này vô, nó không chịu nổi. 5 giờ rồi quẩy cái bị này đi rồi chú. Dạ. Đi tới đâu lận chú, đi bán tới đâu lận? Trời, bán dưới chợ này rồi tùm lum hết trơn, vô trong ngã tư chùa, trong mấy cái chợ quán cà phê đó. Tư chùa, cái quen quen vậy. Dạ. Dạ. Chùa trong này nè. Dạ. Đi bán vé số rồi bán vé số. Dạ, hình sáng 4 giờ rồi gửi là đi rồi đó. Dạ. Quán cà phê. Dạ. Vì chứ biết sao giờ. Giờ mần hồ thì cũng mần mà người ta không nhận mình. Dạ dạ. Mình lớn tuổi rồi, 69 tuổi rồi còn gì nữa ai nhận. Dạ, lẽ là người ta có không, dạ, không nhận mình. Con cháu nó nhận bây giờ nó cũng thất nghiệp không rồi nó không, mình có không được mần thôi, đi bán vé số. Ngày cũng được 200 tờ cũng sinh hoạt ngày đó, ngày nào hết đủ ngày đấy cũng được rồi. Dạ, dạ. Chị đang làm gì chị? Cho anh Tiểu à. Ồ. Cho anh Tiểu. Tiểu hả? Chị đang cho anh Tiểu đâu phải gì vậy đó cả nhà. Ảnh bây giờ là không có sinh hoạt được nên mỗi sinh hoạt là phải do vợ nè, như là người cha. Nên phải chăm sóc cho ảnh. Chăm sóc vệ sinh. Vệ sinh cho ảnh. Cái chị thì tôi với vợ nó làm bả có biết cái gì đâu. Cô cũng mệt trong rồi, cô cũng có bệnh. Uống rồi lo nước nuôi con rồi chứ con cũng xin phép cô chú con về nha. Dạ. Rồi rồi. Rồi. Nước cả nhà. Dạ dạ coi để chị con cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Xin phép cô thì xin phép chị luôn. Thật sự thì không biết nói gì hơn nữa, qua video thì cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cũng đã đồng hành cùng với anh em gửi những cái tình thương giúp cho gia đình của anh Nhị 33 tuổi mắc một cái căn bệnh rất là hiếm gặp, một căn bệnh sán lợn đó cả nhà. Xin cảm ơn rất là nhiều. Để giờ này chắc em cũng xin phép tạm khép video này ở đây. Hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân trong những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn, xin chào ạ.